tin rằng đây là trận đấu Eden Hazard bất lực nhất khi còn ở Chelsea. Mùa giải 26-27, Quỷ Đỏ thành Manchester tiếp đón Chelsea trên sân nhà. Huấn luyện viên MU khi đó, Mourinho, biết rõ sự lợi hại của Hazard nên bố trí chiến thuật cho Herrera kèm chặt Hazard. Vì vậy, khi trận đấu bắt đầu, Herrera như keo 502, luôn theo Hazard như hình với bóng. Đường truyền từ đồng đội đều bị Herrera ngăn chặn. Không những vậy, ngay khi cướp được bóng, Herrera còn tung ra đường chọc khe tuyệt đẹp, kiến tạo cho đồng đội Marcus Rashford ghi bàn dẫn trước. Phút 48, Ashley Young cướp được bóng bên phía cánh trái rồi lao vào vòng cấm. Sau đó trả ngược tuyến 2, Herrera tung ra cú sút một chạm cực mạnh, bóng đập người đổi hướng đi thẳng vào lưới. Tuy nhiên dù đóng góp một bàn thắng và một kiến tạo, nhưng Herrera vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Khi ống kính một lần nữa quay đến Hazard thì hình bóng Herrera vẫn luôn ở đó. Cứ như vậy, Eden Hazard chơi cả trận đấu trong bất lực, thống kê cũng vô cùng bi thảm, không có nổi một pha dứt điểm nào. Có lẽ đêm hôm đó, Hazard khi ngủ cũng nằm mơ thấy Herrera đang theo kẻ mạnh.